cơ thể bị nhiễm người là học sinh lớp 5 năm trường tiểu học Công Lập sau đây là phần thi giới thiệu sách vật lý năm 2022 của chị đội lớp 5 năm. Bác Hồ người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và cả trái tim nhân loại, cả cuộc đời rất thanh cao, không gượng chút riêng tư, mãi ngàn lời nhắc thương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Là bài hát thật trong trẻo và thiết tha ấy thì được cất lên từ sâu thẳm trái tim của từng con người Việt Nam. Mỗi khi nhắc đến bác, vị cha già kính yêu nhân tộc, người đã dành trọn cuộc đời để lo cho dân, cho nước, hy sinh thầm lặng quên mình vì nước, vì dân. Nhắc đến bác và nhắc đến một cuộc đời rất đổi thanh cao và giản dị. Nay bác đã đi xa, nhưng những gì bác để lại cho dân tộc vẫn luôn là vô giá, tương trường tồn tại mãi với thời gian. Trong đó, nét trân trọng và giữ gìn hơn cả là di chúc của người. Di chúc được viết và hoàn thành trong những năm 1965-1969. Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 năm 1890 đến ngày 19 tháng 5 năm 2022 của chi đội lớp 5 năm trường tiểu học Tân Tập tham gia giới thiệu sách trực tuyến với chủ đề sách là khát vọng cống hiến sẽ đưa quý vị, thầy cô và các bạn đến những dòng viết và những lời viết di chúc của bác với những trang viết đầy xúc động. Cuốn sách đã còn viết di chúc của bác Vũ Kiền hồi ký ghi lại xem những năm tháng may mắn và vinh dự là thư ký luôn bên cạnh là chính sách. Các bạn cùng ta đọc mình trang sách để lòng ta được theo dấu chân của người. Ấn tượng đầu tiên ngay từ trang bìa nổi bật tên nhan đề sách bác Hồ viết di chúc, và ngay phía trên là hình ảnh vị cha già kính yêu của dân tộc, nhìn bác rất vô hậu và hiền từ. Vâng, người xuất hiện với vầng trán cao rộng, ánh mắt sáng ngời, chùm râu và mái tóc bạc phơi, hình ảnh bác vừa bình dị, thân thương người rất đổi mộc mạc, gần gũi, gửi ở đa cảm xúc trong lòng người đọc. Cuốn sách có kích thước nhỏ gọn, khổ giấy 13x20.5cm, cùng với hình ảnh trang trí đơn giản, đẹp mắt do nhà xuất bản trẻ ấn hành tháng 5 năm 2021 và chỉ với 130 trang nhưng chứa đựng nhiều câu chuyện nhỏ nơi người đọc thỏa sức khám phá. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các bạn hiểu hơn về bác, một con người đã đi vào huyền thoại với một tâm hồn và một nhân cách vĩ đại. Cuốn sách sẽ giúp chúng ta, những thế hệ hôm nay và mai sau tự hào hơn về bác và thêm yêu kính bác, cũng như yêu quê hương đất nước mình hơn, để rồi sống sao cho xứng đáng với tấm gương đạo đức của người. Kính thưa thầy cô và các bạn, cuốn sách Bác Hồ viết di chúc gồm 5 chương. Chương 1, tài liệu tuyệt đối bí mật. Chương 2, từ Hà Nội đến Quảng Châu, Dương Châu. Chương 3, phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Chương 4, đầu tiên là công việc đối với con người. Chương 5, khi người ta đã 70 xuân. Tôi có mụ đã viết, các thể tình thương cho chúng con. Cuộc đời thương đạt vẫn đàn son, thông minh áo vải, hồng muôn kiện, tâm sự nồng phơi những lớn hòn. Đúng vậy, nói đến Bác Hồ trước hết là nói đến lòng nhân ái, bao dung của người. Đức duy nhất của bác là đồng bào ta, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Ngay từ những trang viết đầu của cuốn sách, chúng ta cùng đến với những dòng hồi ký là một buổi sáng trong xanh, dịu mát của tháng năm 1965, bác Hồ về tròn 75 tuổi, chuẩn đúng vào một ngày tháng năm, nhân dịp sinh nhật của mình, chuẩn đúng vào lúc cuối đời, giờ đẹp nhất của một ngày, chuẩn đúng vào lúc sức khỏe tốt nhất trong những năm gần đây để bác tiếp về một nhà ra đi của mình. Sao mà thanh thản ung dung đến thế? Bác Vũ Kỳ viết về thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bút viết những dòng đầu tiên và tài liệu tuyệt đối bí mật trong đó có đoạn. Trước hết nói về đảng, nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, cho nên từ ngày thành lập đến nay, đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của đảng ta và của nhân dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của đảng, như giữ gìn con người của đất mình. Chỉ chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh tư tưởng đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, một chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp hòa bình, tiến bộ, phát triển như tình thế giới. Và khi nói về nhân dân, về giữa đó cuộc chiến trong những nước, người biết gì, xin mời các bạn cùng đọc ở những trang tiếp theo của cuốn sách.
trang sách, bạn đọc sẽ đến với những câu chuyện đầy cảm động và ấm áp tình người, những câu chuyện về cách làm việc, sinh hoạt, cách ứng xử của bác với mọi người xung quanh khiến chúng ta vô cùng khâm phục. Tuy những câu chuyện ẩn nhị đời thường ấy nhưng cũng đã để lại những bài học sâu sắc quý báu cho chúng ta. Bác căn dặn phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Tại sao bác phải dặn chúng ta như vậy? Để hiểu sâu sắc và chi tiết hơn lời dặn của người, xin mời các bạn đến với chương 3 của cuốn sách. Vâng, mỗi lời di chúc của bác thực sự là những bài học vô giá mà người đã để lại cho toàn đảng, toàn dân nước Việt Nam. Đó không chỉ là những bài học về con người, sử dụng con người, mà là những bài học về lòng nhân ái, bao dung của một người cha. Đó là một bài học về tầm nhìn chiến lược, chiến thuật, sự lãnh đạo và tình của một người lãnh đạo ra. Và có lẽ ấn tượng hơn cả khi đọc đến chương 4 của cuốn sách. Đầu tiên là công việc đối với con người. Ở trang 75, bạn đọc sẽ không cảm được sự cảm động khi đọc đến chi tiết. Tuy bác lúc này đã 78 tuổi, sức khỏe đã yếu, nhưng thấy dân của bác còn nghèo khổ, dân tộc của bác còn chiến tranh, hai miền Nam Bắc chưa thống nhất. Người đã dành dọc từng giây, từng phút sống để ở lại với dân tộc, với đất nước cho đến khi cuộc kháng chiến giành được thắng lợi hoàn toàn. Vì vậy mà người đã nghiêm chỉnh thực hiện quyết định của Bộ Chính trị đi chữa bệnh ở nước ngoài. Và mục đích cao nhất của cuộc đời bác Hồ là làm sao cho đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Vậy muốn làm được điều này thì người đã căn dặn cháu con điều gì trong bản di chúc của người? Các bạn hãy cùng khám phá. Ngược dòng thời gian, chúng ta trở về với quá khứ của dân tộc những năm 1965 đến năm 1969. Đó là những năm tháng cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta diễn ra vô cùng nguy cơ và ác liệt. Mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng bác vẫn dành thời gian để ghi lại di chúc cho toàn đảng, toàn dân. Điều đó thể hiện trách nhiệm cao trong sự nghiệp cách mạng dân tộc, thể hiện tấm lòng của bác đối với cuộc sống hôm nay và mai sau của nhân dân. Bác ra đi là một mất mát vô cùng to lớn của dân tộc Việt Nam, nhưng những lời di chúc thiêng liêng cùng những câu chuyện cảm động về bác trong những năm tháng được viết di chúc sẽ mãi mãi là những bài học quý báu mà bác để lại cho chúng ta, giúp chúng ta cảm nhận được tình cảm sâu sắc của bác. Và chúng ta sẽ thấy được tầm nhìn thời đại qua những lời di chúc và những câu chuyện đó. Vâng, với cách viết chân thật, cách sắp xếp chi tiết theo từng diễn biến thời gian của cuốn hồi ký, các hồi viết di chúc của bé Vũ Kỳ đã đem đến cho bạn đọc một cuốn sách hay trăm hoa tàn, các câu chuyện về người đã đi vào lịch sử, một con người vĩ đại nhưng lại gần gũi với chúng ta biết bao. Sau những câu chuyện đó là một nhân cách sống cao đẹp, một tấm lòng bao dung, một con người có tầm vóc vĩ đại, một con người ưu tú của đất nước Việt Nam. Bác Hồ như một người thân, một người cha hiền từ, đức độ, tất cả ghi trong lời cuốn sách. Tôi tin rằng cuốn sách sẽ được nhiều bạn đọc yêu quý và nó sẽ không bao giờ cũ trong lòng độc giả. Mỗi chúng ta sẽ tìm được rất nhiều câu chuyện về bác trong cuốn sách này. Để rồi khi gấp cuốn sách lại, ta vẫn thấy mùa xuân tràn đầy trong ánh mắt nụ cười của bác. Cuốn sách bác Hồ viết di chúc chính là dòng nước mắt lành sẽ mãi mãi góp phần làm cho non sông đất nước ta trở thành mùa xuân nước tận. Ngày nay, toàn đảng toàn dân ta đang thực hiện học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì cuốn sách bác Hồ viết di chúc của bác Vũ Kỳ có giá trị vô cùng to lớn, có tác dụng giáo dục thế hệ trẻ, giáo dục sâu sắc cho lớp lớp con cháu có thể tiếp tục sống, cống hiến cho đất nước thân yêu như chính lòng mong mỏi của bác. Cuốn sách hiện đang có trên kệ sách tại thư viện trường tiểu học Tân Tập. Xin mời quý vị thầy cô và các bạn tìm đọc. Còn dự thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 của chi độ lớp 55 đến nay là kết thúc. Em xin chúc ban giám khảo và toàn thể các bạn lời chúc tốt đẹp nhất, chúc hội thi thành công rực rỡ.